Ôi hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì vốn dĩ đây sẽ là một clip rất là bình thường, bởi vì tôi vừa mới solo với Floor cách đây không lâu ở clip trước sau anh em. Nhưng mà nhờ có sự xuất hiện của bạn John nên là ngày hôm nay tôi đã quyết định quay clip này để cho bạn John lên YouTube luôn anh em ạ. Đấy, bởi vì lần đầu tiên mình được người ta nhận ra mình ở trong game mà anh em. Đấy, nhưng thực tế là mình chỉ nhắn là phá ke đây anh em ạ. Bạn nó hỏi mình có riu không, mình nhắn phá ke thôi. Và anh em nãy anh em thấy cũng thấy trong game rồi, nhìn thấy mày đóng riu ấy đúng không? Nên là ngày hôm nay tôi sẽ quyết định đánh một ván game thật là cháy để cho bọn nó lên clip nha anh em. Ôi ăn được con chim này, pha này chém thường luôn này. Chém cái, chém một. Úi rồi ôi, cái pha này hên là chưa một tới tầm đấy. Chứ mà không tới tầm là pha đó là tôi bị Floor có chọc lại là chết luôn rồi. Ok, đầu game khá là may mắn với tôi đấy, tôi ăn được một mạng khá là lời rồi ha. Bây giờ thì biến về nào. Rồi, nãy giờ thì cũng chỉ farm qua farm lại thôi. Thế mình đầu game ăn 2-0 nhưng mà không hiểu sao mà nãy giờ đường dưới combat cứ bị chết không mà anh em thành 2-4 rồi. Thế bạn mình giờ khả năng cao đang ra con rồng nữa. Nên là chắc là mất rồng rồi, giờ mình tranh thủ lượng quá nhỏ nha. Rồi, ôi, Duka nhảy vào cướp được rồng kia, quá hay luôn nha. Ui, hay rồi, đấy, pha này Duka đổi lại mạng nhưng mà ăn được con rồng là khá là lờ rồi. À, Floor này khả năng cao Floor sẽ tính chọc vào blue anh em, để con blue ra ha. Rồi làm gì, đánh Floor anh em cố gắng giữ vị trí là được nha. Đấy, Floor hay, Floor dở không vậy, anh em cố gắng giữ vị trí nhá, nó chưa cuối kìa anh em đúng không? Rồi, đi lui lại đằng sau này, lui ra tí anh em, đợi nó hết chưa cuối đã. Hay quá. Đem mình oan được mít đoạn được kìa, nhưng mà pha này để từ đã, để từ mình chém vào lưu cái. Đây giả vờ nhưng không biết gì hết, chém cái ở chiêu 2 nè. Đó, lượm nha, giết luôn. Mình đang có tốc biến này. Rồi tốc biến cái pha này Floor hết chiêu thì lên bảng điểm số này. Ui, quá tuyệt vời luôn khi mình ăn được mạng này anh em ạ, khá là thơm. Và mình còn bú lưỡi con blue nữa, cái này là mình không cố ý nhá, mình chỉ cố tình thôi. Đấy, không biết gì hết, Trời ơi. Trận này ui, pha này ui khả năng cao pha này mất con tàn rồi. Mất chắc luôn đấy, bởi vì thêm mình vừa ăn con rồng mà. Đấy, vừa gấu cướp lại rồi để Aoi nó lại cướp lại con tà hờn nó như không sao nhá, Aoi phải nằm xuống rồi ha. Rồi, kìa pha mid đẩy hay kìa, ăn được mid không đấy. Ăn không đấy, để mình xuống để mình giết. Kiểu không ăn được chứ, để chạy lên đây cái này để mình xuống mình hốt mạng cho. Rồi bây giờ thì tranh thủ rừng nó chết rồi thì vô lượng con bồ đỏ con gì nữa đúng không? Gấu pha này không hiểu ý nhỉ. Gấu pha này vô cướp bồ đỏ luôn thì đỡ hay không sao, để mình ăn cho cũng được. Đấy, dưới chân có hai bùa ngon ơ luôn, bây giờ ra đánh với Floor hẳn tự tin không? Đấy, nói chung là đi Floor thì anh em nếu mà anh em cảm thấy an toàn á thì cứ nên cái đào cho tôi nha, nhưng mà tôi cứ chơi cho chắc anh em ơi. Đó, gặp con Redes thôi, không nâng đao thôi, nhưng mà con Floor phải nâng đao anh em, mất công lắm. Đấy, nhiều lúc cái đao nó có lợi cho mình với anh em ạ. Gặp nhiều lúc mình không né được hoa, mình không có múa được á, mình không có lách được nó thì mình phải có cái đao nha, cũng phụ mình tí đúng không anh em? Nó chứ bây giờ anh em solo nó cái nó hồi máu như điên đấy. Đánh sao được đúng không? Đó là cứ nâng cái đào nha. Gặp Floor cứ cắm mình cái đào. Ui dồi ôi, lại ganh nữa hả? Rồi né cái này. Nó đòi canh mình hả? Vô đây mà ganh mình này. Nãy giờ mình chưa gì đâu mà ganh hoài. Rồi, xuống dưới nó định hình như chắc nó vào con blue anh em ơi. Ê, vô chắc con blue rồi coi. Ôi, nó không vào rồi, vậy khả năng cao nó biến về trong cái bụi kia rồi anh em ơi, thôi kệ đi. Cho nó về đi anh em ạ. Rồi, giờ thì qua đây hưởng con blue của rừng tí nhá. Nào đánh nhanh lên rồi, đúng rồi. Nó anh em nhớ nha. Hưởng ít vàng đó, đã phăng ra farm nha. Đấy, chứ mà ông nào mà kiểu nãy giờ đi ra thẳng lính luôn á, thẳng mid luôn á là mất 31 vàng rồi. 31 vàng cũng nhiều chứ bộ, đâu ít đâu. Nên cố gắng đang đánh cùng thì cứ đứng ở đó hưởng ít vàng của rừng đi. Mặc dù rừng thọt ít kinh nghiệm ơi nhưng mà không sao, cái đó không có ảnh hưởng gì hết cái trận đấu ấy anh em cứ quãng hưởng vàng nhá. Rồi, ok, thêm mình với cả thêm bạn nãy giờ đánh nhau cũng nhìn cũng căng phết đấy, 7-8 đánh nhau hoài à. Rồi, giờ đứng đây coi xem có pha nào tên bạn ở kìa, lộ mất sai rồi, trời ơi né luôn đấy, đi kiểu gì mà lộ mất ra ngoài rồi. Thôi lộ rồi thì tôi lại quay trở về lên, tôi đi farm thôi anh em ơi. Đi top này anh em cứ đẩy lính xong rồi anh em di chuyển tí nhá. Cảm thấy mà không canh được nữa thì anh em lại về lên anh em dọn lính nha, chứ đừng đi luôn nhá anh em. Anh em đi luôn nó đẩy mất trụ anh em cái là chết đấy. Nhiều khi cái trận nào cái pha nào anh em cảm giác quan trọng mới bỏ trụ thôi, còn không quan trọng thì đừng có bỏ trụ nhá, bỏ trụ cái là toang ấy ha. Rồi, đánh nhau dưới kìa, gấu với cả AD cũng đổi mạng rồi nhưng mà lùi nhá, tên bạn nó bắt đầu xuống đấy, đông đấy. Rồi xong chết luôn. Úi rồi ôi, tốc biến hay kìa, né được pha đó xong rồi. Rồi xong. Ông AD còn áp ca nữa, trời lại luôn đấy. Ông đánh kiểu này chắc là hình như ông này ông biết mình là vậy rồi nên là ông AD nãy giờ cố tình để mình thể hiện sao anh em. Đấy, ok, tôi ghi nhận cái sự công hiến của bạn, là tôi sẽ thể hiện cho bạn thấy. Trận này đánh cực cháy luôn, cho bạn lên clip luôn cho đẳng cấp à. Rồi pha này nè. Mày nè, đợi tí nha, đợi anh em đợi tí. Rồi, ok, giờ bay vào chém này. Rồi, ui không cướp con rồng rồi, rồi chém luôn. Ôi, ui cái pha này lướt hơi ngu rồi. Rồi xong không kịp rồi anh em. Thôi không sao, pha này lỗi của tôi nhé, múa hơi lỗi pha này, nó lướt quá tầm quá nên là thôi không sao. Rồi, ok, pha này thì mình dí hoi, khả năng cao đường trên mất trụ mẹ rồi. Nhưng mà thôi không sao anh em ơi, kệ đi, lỡ rồi thôi chứ sao giờ. Rồi ôi, anh em thấy hoi nhắn gì chưa? Anh em thấy hoi nhắn gì chưa? Mày cứ đợi đấy nhá, bạn cứ đợi đấy, bạn rồi tí nữa tôi sẽ cho bạn nếm mùi ha. Khích mình hả? Mình đang xanh thì dám khích mình, tí nữa mình cho bạn tới cũng chuyện. Pha đấy mình công nhận mình bố lỗi thật anh em ạ. Mình lướt xuống cái anh nó quá tầm ngay luôn. Biết thế tốc biến luôn cho rồi đi, nhưng mà thôi không sao. Đấy, không ăn được thì thôi, thì bạn khác ăn đúng không? Đâu cần phải phí tốc biến cho pha đó. Rồi bây giờ thì mình đứng lên mình lấp tí coi. Không có được này nè, không biết có tên bạn nó sẽ lên đến đép trụ không ta. Đép một phát thôi là mình hốt luôn đấy. Nhưng mà hình như nó trong bộ lùa ở đây, biết ngay mà, mày chết rồi à đây. Lên bảng điểm số. Ok à? Mình lại lướt hụt nữa, hên quá à. Đấy, cái pha này mới tốc biến mới cần này anh em ạ. Cái pha của nãy Aoi không cần. Đấy, thằng AD đang xanh mà, nên là bắt thằng AD trước đúng không anh em? Rồi, ok, lượng mà AD rồi, xong rồi mình biến về ha. Trời đất ơi, không hiểu sao cái pha đó mình lướt mà không trúng thôi anh em ạ. Thế là mất cái tốc biến phí vãi. Rồi rồi, ra lẹ này, tên bạn ăn con rồng, nhanh, không để nó ăn dễ dàng như vậy được. Đấy, đây là mỗi người bọc đầu này, tôi bọc đường dưới này, tên mình bọc được trên đi. Nào đánh đi mọi người. Ấy, chưa cuối lên. Rồi nha, con mít nó mất cầu nha. Rồi đây này, hất tung này, ui hất được hai người nhưng mà nó giải mất tiêu rồi, lui tí anh em. Ui, Zuka bay vào bốc hơi luôn anh em ạ, lui tí nhá. Rồi Aoi bay này, làm gì lướt cái rồi né cái. Rồi từ từ mọi người ơi. Từ từ nhá, lui nhá, tên mình yếu máu rồi ấy, đừng có cao quá ấy. Chết giờ. Rồi then đẩy kìa. Rồi gì? Ui. Đấy, 4 người kìa. Rát. Ui, trời ơi. Trời ơi, quá đẳng cấp, mình bú không mạng nha. Ôi, pha này rát với cả then mình đẳng cấp vãi. Trời ơi, rát đẩy then đẩy 4 người luôn, rát bay vô cuối vào quá đẹp. Rồi xong. Ôi pha này phải lo không về là chết này. Rồi đây mình qua liền đây. Phải lo pha này không về là chết này. Rồi xong, xác định. Úi rồi, còn chưa cuối hụt nữa thôi, phải lo xác định rồi, nhưng mà mình lỡ ông quái đó anh em. Không thì phải vội vàng ấy, phải lo chết chắc rồi. Chạy kiểu gì bằng được. 3 người dí này thì lên bảng điểm số nha. Ok. Trời ơi, tem mình với là tem bạn nãy giờ combat với nhau căng thế anh em, 15 năm rồi. 15 chứ đừng nói lộn. Đậu phộng đánh nhau nhiều thật sự chứ. Rồi bây giờ ăn kinh công thôi ha. Mình thì vẫn chưa phải nằm số bảng nào hết á. Đấy, nên là mình cố gắng chuyện này không chết nào để xem biết được không đã. Rồi ha, từ từ nhé mọi người. Đó, nãy giờ đi farm cày cuốc lên cấp 12 rồi nhá anh em ơi. Đấy, nói chung là tem mình trận này kiểu đánh nhau liên tục luôn anh em ạ. 15 16 rồi, quá nhiều luôn. Rồi, pha này tem mình thả ra ở trên rồi nên mình chắc mai lên trên ở đâu. Mình thì đang tính lên giữa rồi nhưng mà thôi ở lại đi anh em. Đi xuống dưới đi, xuống dưới đếp lính đi ha. Rồi, ok, đây đi xuống đây để đứng lên. À có con chim này đánh luôn này. Rồi đánh. Ok kìa. Ôi, ui phỏ lò ném trúng hoa mình ở trước rồi lướt còn lại này. Rồi xong, lách tốc biến. Ui, tốc biến chậm rồi. Rồi xong pha này lên bảng điểm số rồi. Trời đất ơi. Cay thế. Không lé được anh em ạ, góc này hẹp quá tôi không lách được con phỏ lò anh em. Chán thế, chết mất tiêu của mạng này rồi. Ui. Rồi, ok, tôi hồi sinh rồi nha. Thế là mất zin rồi ha. Tính nói chuyện này không làm chết bạn nào cái vừa rớt mất tiêu một mạng mà thôi không sao. Tên mình nằm xuống tận 18 mạng mà mình nằm xuống một mạng đâu có nhiều đâu đúng không? Đấy. Rồi, ok. Bây giờ thì chắc mình xin gấu con bùa xanh nhỉ. Đúng rồi, xin gấu bùa xanh đi, không biết gấu cho không nữa. Rồi, ok. Xin gấu bùa xanh nha. Rồi, cho mình đi. Ừ, cảm ơn nhá. Rồi, tên mình đánh nhau ở đường giữa này. Đây. Qua liền trước cuối. Rồi, xong chết mạng của SB đấy bạn nè, bay vào AD nè, chiêu cuối nè, rồi chiêu 1 nè, chiêu 2 quả bổ phát nè, bay vào luôn. Ui pha này mình chết rồi nhưng mà không sao. Mình chết nhưng mà tem mình làm hết, quá đẳng cấp. Rồi, ok lượm đi. Đó, thì bạn chết 4 rồi, mình chỉ đổi lại mình thôi ha. Ok, tôi hồi sinh ở đây anh em ạ. Ui, John lại chết rồi, John lại bị bắt nữa rồi. Trời ơi, trận này John cứ bắt hoài à. Giết con Floyd mọi người, đúng rồi, giết nó. Ừ, hay. Đây, mình lên liền đây. Ui, khả năng tao. Ui, tên mình lại đánh nhau luôn rồi. Ui, lại combat tiếp rồi. Trận này kiểu combat liên tục luôn anh em ạ. Cứ hở tí lại combat, hở tí combat à. Rồi đây, pha này AD đứng góc này bắn thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi ha. Lượm này. Rồi, ok. Đấy, giờ lính lên này chắc là lấy một cái trụ mít ha anh em ơi. Rồi, thằng mít các bạn nha. Quả chiêu 1 này, chiêu cuối này. Bổ phát này. Ủa, nó có cái phù hiệu tạo khiêng trâu quá anh em. Ơi qua con tà hần này, qua. Đây. Đấy, mà vậy mình mới thấy bạn John. Đây, bạn John xin lỗi anh em ạ. À. Trời ơi, không sao, cứ chơi đi anh em. Vì trận này bạn là người đầu tiên nhận ra mình trong trận đấu và mình thấy rất là vui nên là hôm nay bạn sẽ được mọi sự khoan nhường của mình. Nên là thoải mái chơi đi, tem mình gánh không phải lo. Không có gì phải xin lỗi, cứ chơi đi ha. Đấy, còn tôi là còn gỡ mà đúng không? Nên là bạn sẽ được mọi sự khoan dung từ tôi, yên tâm, cứ chơi thoải mái đi ha. Rồi không biết sau khi tôi đăng cái trận đấu này lên thì không biết bạn John có xem được clip không ha? Đó, còn nếu mà có xem được thì tôi cũng xin cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn trước giờ cũng đã có ủng hộ mình ha. Ok, rồi pha này lên đây bắt oi này. Từ nha, bọc đường này nha. Ôi, lộ sai rồi, mình đang tính bọc đường này cơ và lộ sai rồi nha. Từ mọi người ơi, tôi đẩy lính lên cái, à tem mình thả đường tà thần rồi ha. Thôi thả đời thôi, mình lại đi về mid mình đánh nhau thôi anh em. Từ từ nhá. Tầm này con tà thần 14 sắp ra rồi đó anh em ơi, đừng có chết ẩu. Ui, cẩn thận đấy nhá. Trời ơi, mấy ông này giờ tầm này mà chết ẩu nữa rồi chắc hết cứu đấy nha. Rồi, ui rồi lại bị choáng nữa. Né cái anh em, lui tí. Rồi, ui. Đây tôi vào đây bắt đây trước này anh em, quạt một bổ rồi chém. Ui, Flom chết rồi nhưng không sao. Thế bạn phải nằm xuống 3 người rồi, nhưng mà tem mình còn 3 thành viên, nhưng mà cả John với cả gấu đều yếu máu hết rồi ha. Thế bạn còn Aoi với cả Flom nha. Rồi, ông John coi chừng nhá. Trời ơi, hết máu đi về rồi xong Aoi bay kìa. Rồi đây hền đấy, còn tốc biến đây, ông lại ông hội luôn đấy. Tôi đang tính đi lên đường trên cơ nhưng mà hụt chưa cuối này. Đây. Rồi xong AD chết tiếp rồi. Từ nào, đánh nè. Rồi thôi bỏ đi mọi người. Lui. Đừng chết nữa. À đây lại chết rồi. Né hoa không né cứ ngại bắn, trời để ông này luôn á. Thế ông thần ơi, ông cố gắng vào lo lên thì cố gắng lách qua lách lại, né hoa trước rồi hắn bắn, đứng im bắn nó chả né hoa dính, trời lại ông nội. Rồi, phát này tem mình chết John rồi, tem bạn ra tà hần trước nhưng mà chắc mình nghĩ nó không dám ăn đâu. Sao dám ăn được? Tí nữa dám ăn đi, mình vả cho không chừa phát nào nha. Giờ cứ đẩy lính cao lên nha anh em. Đó, em mình đang thiếu người là cố gắng đẩy lính cao lên. Xong rồi đợi John ra ha. Cái tầm phút này nó quan trọng lắm rồi mọi người. Em mình mà cứ chơi ẩu cái này là chết nhá. Ui, đòi bắt mình á ha. Không có tuổi đâu, đòi bắt mình ha. Mình hơi bị tỉnh đấy, trận này đang hơi bị tỉnh ấy nha. Rồi bây giờ đang bật hết công suất để gánh bạn John rồi anh em ơi. Đấy, nói chung là cũng cảm ơn bạn John cũng đã biết đến mình và cũng đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn xem clip này thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn nhá. Ok. Rồi, bây giờ thì để mình đẩy lính này lên nè. Xong rồi cho rát đẩy lên nữa đi. Xong rồi mình sẽ tìm góc mình bắt ha. Nói chung là tầm này thì mình cứ nhiệm vụ của mình là cứ bắt thằng AD trước được, xong rồi bắt thằng mid. Đó, để ý mấy cái thằng đó thôi. Còn thằng Flo với cả thằng rừng đến bạn thì cứ kệ nó đi anh em, cho tên mình xử lý ha. Nhiệm vụ của mình là cứ bắt trước ha. Rồi Flo lẻ mà mình thì mình với cả gấu dồn thôi. Bắt Flo nè, chém ngay vào đánh blue nha anh em, hết chiêu rồi lui nha. Xong rồi có chiêu lại quay lại vả nó nè. Đó, cứ có chiêu xong rồi lại quay lại vả, hết chiêu thì lui thôi, lui nhịp rồi, chiêu cuối lên bản điểm số này. Rồi. À, yêu máu này tốt biết. Bùm, úi trời ơi, nói gì đi. Anh em nói gì pha này. Kìa nó tốt biến qua tiếng rồi. Trời ơi, không sao. Anh em nói gì pha đó đi. Trời ơi, xử lý kìa, quá nghệ luôn đấy. Để ý mắc cái mà cho bạn một cái tốt biến bất ngờ ấy, lên bảng 2 mạng luôn. Ok, trận đấu này thì chết 4 mạng rồi. Thì nói chung là chắc clip này cũng nên là kết thúc 12. Cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu hay mình xin một like như một lượt đăng ký kênh của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, bye, hẹn clip sau ha.